Xin giới thiệu với các bạn, đây là bờ hồ huyện Krông Nô. Những đèn lồng trang trí Tết. Tết hôm nay mình không được về, không được xem bắn pháo hoa. Tết hôm nay mình về, mình quay lại cái video toàn cảnh của hồ huyện về đêm, đẹp lung linh huyền ảo luôn. Kia là một trong những nhóm mới chưa biết tên ngồi ăn nhậu ở đó. Xa xa kia là nhà hàng khách sạn Sen Hồng, nằm ở giữa hồ huyện Krông Nô. Giờ này tầm cũng tới tầm 10 giờ 10 rưỡi, thế là đèn điện cũng được tắt bớt đi rất nhiều, nên thế không còn sáng lung linh nữa tại còn ít, không còn nhiều. Lâu lâu có bóng xe đi qua. Vào giờ này ít người qua lại rồi. Tết không được buồn, không được về buồn kia. Mấy thanh niên đi chơi về. Trên kia là đây, lên thêm một đoạn khoảng hơn 100 mét nữa là nhà văn hóa huyện Krông Nô. Mình tiếp tục di chuyển để lấy lại những khung hình đẹp hơn, mới lại hơn. Bạn chào mình nhé. Đeo vào tay nữa. Krông Nô Đắk Nông về đêm hơi lạnh. Tới đây là ủy ban huyện, ủy ban thị trấn. Các anh niên còn đang đác về chưa hết, giờ cũng về quê rồi, thế là còn thưa thớt thôi. Tiếp tới đó là nghĩa trang liệt sĩ và ngã ba huyện,
có tên là ngã ba cây sao, khu vực cây sao ngày xưa. Đây là điện thoại đi. Xa có 2 chiếc xe tới. Tiếp tới là ngã ba Bảo Giới. Bảo Giới có tiếng lâu rồi. Tên gọi này rất lâu rồi. Phía trước có một cô gái, biển số 48C1. Chắc là khu vực Lam Lung, Nam Lia hay Quảng Phú, Đức Xuyên gì đó. Đang phi chiếc xe về. Video thời lượng của mình hôm nay không được dài, nên thế là các bạn muốn xem video tiếp theo nhớ ghé kênh Trịnh Luân Vlog, đó những video tiếp theo.